Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Hỏi Xoáy Đáp Xoay của chương trình Thư Giãn Cuối Tuần. Thật là sung sướng hạnh phúc khi trong những ngày Tết đến xuân về chúng ta lại được gặp nhau và chúng ta lại được hỏi, được nhận những câu trả lời thật thú vị từ phía giáo sư Cù Trọng Xoay. Và bao giờ cũng thế, tôi cũng không quên thay mặt những người làm chương trình xin chúc quý vị có một năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, an khang, hạnh phúc và thịnh vượng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với giáo sư Cù Trọng Xoay. Xin chào giáo sư. Giáo sư thấy Tết năm nay thế nào? Dạ vui ạ. Thế tuần qua giáo sư thấy thế nào? Dạ vẻ. Dạ. Tức là tuần này và cả cái Tết này là tôi rất là vui vẻ. Vâng. Giáo sư thân mến, vừa qua là tôi nhận được rất nhiều những ý kiến đóng góp của quý vị khán giả. Thế ạ. Vâng, cũng nhiều luồng ý kiến khác nhau về chương trình của chúng ta. Đúng rồi. Hầu hết là chê. Vâng, chê là chê những câu trả lời của giáo sư. Còn lại cũng có nhiều ý kiến khen những câu hỏi của tôi. Tôi cũng xin bật mí với quý vị khán giả là đây không phải là những câu hỏi của tôi mà là chủ yếu là những câu hỏi từ phía quý vị khán giả. Thưa giáo sư, có nhiều bạn gửi thư về tò mò là giáo sư trả lời cũng khá hay. Vâng. Nhưng anh Xoáy, tức là tôi. Vâng, tôi biết. Lại nêu vấn đề rất khéo. Vâng. Vậy với Hỏi Xoáy Đáp Xoay, ai là người ấn tượng nhất? Trước hết, xin cảm ơn các bạn đã có ý kiến đóng góp về chương trình. Và xin chân thành cảm ơn sự đánh giá rất là khách quan và khá chính xác của quý vị và các bạn trong suốt thời gian vừa qua đối với chuyên mục Hỏi Xoáy Đáp Xoay. Tôi phải xin khẳng định một điều như thế này. Với trình độ uyên thâm của giáo sư, vâng, với khả năng hiểu biết của giáo sư, vâng, với những gì mà giáo sư đã cho quý vị khán giả biết trong suốt thời gian vừa qua, vâng, tôi phải khẳng định rằng giáo sư luôn luôn đứng số 2. Vâng, người quan trọng nhất vẫn là tôi. Bởi vì giáo sư biết đấy, những câu hỏi của tôi đưa ra nó rất là xoáy và rất là chát chua, có phải không ạ? Vâng, thế thì tôi nghe cái câu hỏi này ấy, là tôi biết là với cái cá tính của anh ấy, kiểu gì là anh cũng sẽ nhận anh là số 1 rồi. Nhưng mà tôi ấy, thì tôi phải khẳng định luôn với anh một điều ấy, thì tôi cũng là người khiêm tốn. Vâng. Thành ra là với những cái câu hỏi như thế này ấy, thì tôi cho rằng người quan trọng nhất, vâng ạ, đó là ekip thực hiện chương trình này. Ekip ạ? Vâng. Tức là người quan trọng nhất lại là một tập thể. Một tập thể, tại vì không có ekip của chúng ta thì không làm sao mà chúng ta có thể có những cái buổi lên hình như vậy và để gửi câu hỏi và gửi những câu trả lời đến quý vị khán giả được. Dạ vâng. Đâm ra là quan trọng nhất của chúng ta đó là ekip. Xin cảm ơn giáo sư. Vâng. Như vậy là theo cách giải thích của giáo sư, tức là chương trình của chúng ta hay là do là tập thể. Là của tập thể. Và nếu dở cũng là lỗi là của tập thể. Là của tập thể. Vâng. Thưa quý vị và các bạn, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đánh giá tập thể anh em chúng tôi rất tốt. Vâng. Một cháu tên là Tùng, không đề rõ địa chỉ, vâng, có hỏi: thưa giáo sư Xoay, cháu được biết trên tam tức là nhị, vâng, trên nhị tức là nhất, vậy trên nhất là gì? Xin mời giáo sư. Cháu đang nói về cái kiểu hệ đếm theo kiểu tiếng Hán, tiếng Hán, đúng không? Vâng. Tức nhất là đấy, trên tam là nhị, trên nhị là nhất, vâng, trên nhất thì nhiều người lại thường nghĩ là số 0. Tôi cũng nghĩ là số 0. Vâng, nhưng không phải. Tại vì số 0 ấy thì không có ý nghĩa trong việc xếp hạng. Vâng. Đấy. Thực ra trên của nhất, vâng, là Tết. Ủa? Thì anh không nghe người ta vẫn nói là Tết nhất à? Chứ người ta có bao giờ nói là Tết nhị hay Tết tam đâu, đúng không? Đấy, đâm ra là trên của nhất phải là Tết. Đó, vâng. Cháu Tùng thân mến. Yeah, rất là thú vị đúng không nào? Tưởng là nhất rồi nhưng không, còn trước nhất vẫn là Tết nữa. Đúng, vâng, rồi. Tết nhất, vâng, rất chính xác. Vâng. Nhân dịp trong những ngày Tết, vâng, cũng có một số câu hỏi liên quan đến Tết ạ. À, vâng. Vâng, xin mời giáo sư sẵn sàng nhé. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Bạn Hằng ở Lai Châu có gửi tới chương trình câu hỏi như sau: thưa giáo sư, mấy năm gần đây vào những ngày Tết, cháu thường thấy trên mâm ngũ quả, ngoài một số loại quả truyền thống, thì một số nơi người ta thường bày thêm vào đó chùm quả sung để thắp hương ông bà tổ tiên. À. Xin giáo sư cho biết vì lý do gì? À, vâng. Thế này, thưa bạn khán giả có câu hỏi thì bạn là Hằng, bạn Hằng, vâng, thì sung ấy là một cái cây thuộc về họ dâu tằm Moracee. Thì cái quả sung ấy, trong dân gian thì vẫn được gọi bằng cái tên là cái loại gọi là không hoa quả. Sao lại thế ạ? Tức là cái quả này, cái cây này khi người ta nhìn thì người ta hay nhìn tưởng là cái cây này không ra hoa mà đã có quả ngay. Vâng. Nhưng thực ra không phải. Cái quả mà chúng ta nhìn thấy của quả sung ấy là một quả giả. À. Nó được làm từ đế hoa, vâng, từ đế của hoa và sau khi nở xong thì kết thêm một cái quả kép, vâng, và chúng ta nhìn thành quả sung. Xin hỏi giáo sư là, dạ, bạn ấy hỏi vì sao trên mâm cỗ lại đấy mâm ngũ quả, vâng, à, vâng, thì là có quả sung là vì như này, là
quả súng ấy tôi phải giải thích thêm là nó có một có cái tác dụng rất là tốt. Vâng. Chẳng như anh ăn là thấy có cái vị chát ấy. Vâng. Thực ra là rất tốt cho tiêu hóa. Vâng ạ, xin cảm ơn giáo sư. Có lẽ là cho phép tôi thay mặt giáo sư để trình bày nốt câu hỏi này cho bạn Hằng. Dạ vâng, mời anh. Dạ vâng. Bạn Hằng thân mến, như vậy là qua cách trình bày của giáo sư, chúng ta có thể giải thích ngay vì sao dạo này lại vào những dịp Tết trên mâm ngũ quả thì có rất nhiều gia đình đặt thêm một chùm sung lên mâm ngũ quả. Vâng. Nó có lý do xuất phát từ việc là về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện nay dù chúng ta là những người tiêu dùng thông thái thì chúng ta cũng không thể khẳng định 100% rằng chúng ta mua được những loại thực phẩm có nguồn gốc và những loại thực phẩm an toàn. Chính vì vậy đặt thêm một chùm quả sung lên mâm ngũ quả là chính bởi cái sự lo lắng của con cháu dành cho ông bà tổ tiên, là cũng muốn ông bà tổ tiên là ăn kèm với sung, bởi vì là nếu như ăn rất nhiều những loại thực phẩm khác thì đôi khi chúng ta có thể là mất an toàn về vấn đề đường ruột. Chính vì vậy là ăn sung để cho nó thôi, anh tôi cứ tin tưởng để anh giải thích, nhưng mà anh có vẻ là đi lạc vấn đề rồi. Thế này, vừa rồi là tôi giải thích về quả sung. Vâng. Và công dụng của quả sung trong đời sống. Vâng. Nhưng cái việc mà bày quả sung lên mâm ngũ quả trên bàn thờ là việc khác. Việc gì ạ? Đó là căn cứ từ, tức là dân gian thì rất hay có một cái việc là chúng ta hay sử dụng những cái từ đồng âm khác nghĩa. Vâng. Để thay, dùng cái vật này để thay cho cái ý nghĩa tượng hình, tượng trưng nào đấy. Vâng. Chẳng hạn như chúng ta đi thi. Vâng. Thì chúng ta không ăn cá mực. À, đấy, vâng. Tại vì cứ nghĩ là mực nó đen. Vâng ạ. Chứ giả sử có đấy một tên là cá son là tập trung vào ăn ngay. Đấy, à, kiểu như vậy. Vâng ạ. Hay là đi thi thì là ăn xôi đỗ. Dạ. Để cho nó đỗ. Mà theo nghiên cứu của tôi nhé. Vâng. Là cái việc mà ăn xôi đỗ đi thi ấy, dạ, là những cái anh ấy thường có khi lại trượt nhiều. Vì sao lại thế ạ? Tại vì là ăn xôi đỗ mà nó đầy bụng. Vâng. Thứ hai nó nóng ruột lắm. À. Nóng ruột thì đầu óc làm sao mà tập trung được. Vâng. Đâm ra là thi kết quả nó không cao đâu. Vâng. Theo giáo sư thì đi thi thì nên ăn cái gì ạ? Ăn chuối. Ôi, tôi lại thấy người ta mà ăn chuối là trượt vỏ chuối. Đấy, khổ quá. Người ta cứ toàn dùng cái kiểu là suy luận từ nghĩa, tượng hình tượng thanh của nó ra để suy luận ra cái việc khác nhau. Vâng. Thực ra không phải. Chuối là một cái thức ăn rất là ngon, một cái loại hoa quả rất là giàu chất dinh dưỡng. Vâng. Đồng thời là tốt cho não, tốt cho suy nghĩ. Tại sao chúng ta lại không ăn? Cho nên ăn chuối. Ăn chuối. Chứ không phải ăn chuối là sẽ bị trượt vỏ chuối. Vâng, đương nhiên. Thế giáo sư giải thích thế nào với những quả sung ở đấy, trên đấy, mâm ngũ quả? Đấy, sung cũng là hoàn toàn theo cái nghĩa đấy. Thì là vì tên của quả sung là sung. Vâng. Đâm ra là người ta thường liên tưởng để đặt cái quả sung lên mâm ngũ quả để ý nói rằng là cầu mong cho những năm mới. Vâng. Có thêm sự sung sướng, sung túc. À. Đấy, là lợi dụng cái từ sung đấy, chứ không phải là... Vâng. Thế trong những cái mâm cỗ ấy, vâng, tôi thường thấy nhất là cánh đàn ông. Vâng. Thường là mời nhau là ăn cái này uống cái kia và nói vâng là uống đi sung lắm. Vậy thì sung ở đây là sung cái gì ạ? Vâng. Có phải là sung sướng không ạ? Không, cái này nó là một vấn đề liên quan đến vấn đề sinh lý, sức khỏe. Đấy. Thì người ta hay dùng cái từ sung đây tức là sung mãn, sung sức. Sức khỏe, sung mãn và sung sức. Vâng. Sung mãn và sung sức. Vâng. Thì xin hỏi giáo sư là vâng, thường những cái người ta bảo ăn với uống nó sung đấy là cái gì? Thì cũng một số cái loại thức ăn thì dân gian cũng hay đồn đấy. Tôi thì cũng chưa biết là rõ công dụng, nhưng mà đại khái là người ta vẫn hay đồn, người ta bảo là tốt. Ăn gì bổ nấy. Thì chẳng hạn như là ngọc dương này, ngọc kê này, ngọc bò này. Xin lỗi, ngọc bò. Đại khái là của con bò vâng, thì gọi là ngọc bò. Dạ vâng ạ. Rồi đấy, nói chung là tức là cứ những thứ liên quan đến ngọc đấy là ăn vào sẽ sung. Không, tất nhiên là ngọc trai thì không ăn được. Dạ, tức vâng. là đấy chỉ có một số những cái như vậy thôi. Dạ. Thì, vâng. Xin hỏi giáo sư, nhân dịp mình nói về ngọc, vâng, xin hỏi giáo sư là hành thuộc loại nào? Hành thì lại là một loại cây có củ dễ trùm. Vâng. Hành thì nó rất là quen thuộc trong các bữa cơm của gia đình rồi, tại vì nó là một loại gia vị. Vâng. Nhưng ngoài về vấn đề gia vị ra thì nó còn có một tác dụng rất tốt cho sức khỏe. Chẳng hạn như là nó có tốt cho sức khỏe của dạ dày, có thể ngăn được một số các loại ung thư và một số các loại viêm sưng. Dạ. Nói chung là nó có rất nhiều kháng thể tốt cho cơ thể. Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư rất vâng nhiều. Thưa quý vị và tất cả các bạn, nhân dịp giáo sư giải thích rất kỹ về các loại ngọc và hành thì tôi cũng xin khẳng định với quý vị rằng tất cả những loại mà chúng ta cho rằng ăn vào uống vào mà nó sung ấy, vâng, thì chưa chắc đã hẳn như vậy đâu. Bởi vì là muốn sung nhất thì tốt nhất là chúng ta hãy giữ cho mình một thói quen sinh hoạt tốt. Chúng ta có một cái việc vận động cơ thể thật hợp lý và tất cả những thứ liên quan đến sinh hoạt của con người là chúng ta có một mức độ, có một điều độ nhất định. Thì lúc đó không cần phải
Ngọc Kê hay là Ngọc Dương hay Ngọc Bò nữa, mà lúc đó chúng ta đã có một ngọc thể thật khỏe mạnh rồi. Xin chúc quý vị và các bạn luôn có một ngọc thể thật khỏe mạnh và cường tráng. Câu hỏi liên quan đến năm Thìn, giáo sư sẵn sàng chưa ạ? Xin hỏi giáo sư là không... Đâu thì anh hỏi gì thì anh hỏi đi chứ. Rồng có từ bao giờ? Anh hỏi kiểu gì thế nhỉ? Thì rồng có từ bao giờ? Rồng nó có từ lâu rồi. Từ lâu mà. Vâng, anh hỏi gì hỏi tiếp đi. Dạ, rồng thế rồng do đâu mà có? Rồng là do trí tưởng tượng của con người có. Tại vì đây là con vật không có trong thực tế, mà nó là một con vật huyền thoại. Nó có từ trong trí tưởng tượng của con người. Rồng có những đặc điểm gì nổi bật ạ? Rồng ấy thì thường là một con vật được coi là con vật linh thiêng. Và được tượng trưng cho những cái gì đấy là mạnh mẽ và mang lại những điều may mắn. Tượng trưng cho uy quyền. Đấy. Và rồng thì nó các cái bộ phận trên cơ thể của nó là được từng do dân gian tưởng tượng mà đơn giản được gộp lại từ rất là nhiều những con vật khác. Xin hỏi giáo sư là con rồng nó có những đặc điểm gì ạ? Anh muốn hỏi đặc điểm gì? Anh cứ hỏi nhanh đáp gọn đi, tôi sẵn sàng đáp nhanh với anh. Thân con rồng. Thân con rồng là thân rắn. Đầu con rồng. Đầu lạc đà. Sừng con rồng. Sừng hiêu. Mắt con rồng. Tôm hùm. Gan bàn chân. Hổ. Vuốt. Chim ưng. Bơm. Sứ tử. Vảy rồng. Cá chép. Tôi hỏi giáo sư thêm một câu nữa. Vâng. Con rồng có bao nhiêu vảy? 117 vảy. Trong đó có 81 vảy dương và 36 vảy âm. Xin cảm ơn giáo sư rất nhiều. Phải nói là giáo sư quá uyên thâm. Dạ, tôi tiết lộ với anh, tôi cũng là chủ tịch hội những người phát cuồng về rồng. Xin hỏi giáo sư một câu nữa. Dạ, ai vẽ rồng nhanh nhất? Trạm Quỳnh. Tôi cũng xin nói lên luôn với anh như này. Dạ vâng. Trong một tiếng trống, ông ấy vẽ được 10 con rồng. Mà tôi nói luôn với anh nhá, là lúc đấy là kỷ lục Guinness nó chưa bắt đầu ghi nhận đấy. Chứ nếu ghi nhận thì sẽ ghi nhận Trạng Quỳnh là người vẽ rồng nhanh nhất thế giới. Cho đến bây giờ thì tôi vẫn công nhận là Trạng Quỳnh vẽ rồng nhanh nhất thế giới. Vâng. Thưa quý vị và các bạn, có một điểm đặc biệt là rồng của Trạng Quỳnh thì ông đã cẩn thận đánh hết vảy, bóc hết chân, ông lột bỏ bầm, cưa sừng và thậm chí là cắt cả đuôi của rồng nữa để cho nó tiện trong việc là mang rồng đi chỗ nọ chỗ kia, có đúng không ạ? Vâng. Xin hỏi giáo sư là ngoài những cái đặc điểm con rồng mà chúng ta đã biết thì còn có những đặc điểm gì nữa ở con rồng mà chúng ta cần tìm hiểu ạ? Con rồng ấy thì nó thường chúng ta thấy hình ảnh con rồng ấy là được uốn thành 12 khúc, tượng trưng cho 12 tháng trong một năm. Tuy nó như không có cánh nhưng mà bằng cách uốn lượn là nó có thể bay lượn được trên mây trên gió, có thể phun mưa, rồi có thể phun lửa rồi. Xin lỗi giáo sư. Dạ. Giáo sư vừa nói rằng là con rồng nó không có cánh. Vâng. Nhưng mà tôi đã xem nhiều bộ phim và cũng đã xem nhiều bức ảnh là có những con rồng có cánh. Thế thì tôi phải nói thêm với anh. Vừa rồi tôi đang nói về rồng phương Đông. Vâng ạ. Hay còn gọi là rồng châu Á. Vâng, đấy. Vâng. Thì lại tượng trưng cho những gì linh thiêng. Vâng ạ. Còn những cái con rồng ấy vừa nói tới lại thường là tượng trưng cho những cái ác. Vâng ạ. Và chúng ta còn gọi là rồng phương Tây. Vâng ạ. Hay còn một cái tên khác là rồng lộng. Vâng. Thưa quý vị và các bạn, rồng phương Tây hay còn gọi một tên khác là gì giáo sư? Rồng lộng. Là rồng lộng ạ. Vâng. Thế tại sao tên nó lại gọi là rồng lộng, tên nó lại khó đọc thế ạ? Cái này nó liên quan đến cái động tác bay của nó. Tức là khi nó giang cánh ra. Vâng. Và gió vào lúc gió to đấy. Dạ. Thì là gió nó thổi vào, nó không cần vỗ cánh mà nó thổi vào, nó nâng cao lên. Và tiếng gió bay qua lồng lộng như vậy. Rồi ánh nắng từ trên cao xuyên qua những cái lớp màng da ở cánh. Vâng ạ. Và khiến con rồng trở nên hoành tráng và lung linh, rất là lộng lẫy. Hay quá. Đâm ra là chúng ta dùng cái từ là rồng lộng. Rồng lộng. Vâng. Vâng. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là qua cách giải thích của giáo sư chúng ta có thể biết là trên thế giới tồn tại tối thiểu là hai loài rồng. Rồng châu Á và rồng châu Âu. Rồng châu Á chúng ta gọi một cái tên đơn giản là rồng. Thế còn rồng châu Âu chúng ta gọi là rồng lộng. Rồng lộng. Vâng. Xin hỏi giáo sư vì sao giáo sư lại có thể biết kỹ về rồng lộng đến như vậy ạ? Tôi cũng là chủ tịch một cái hội. Vâng. Hội những người phát cuồng về rồng lộng. Thế ạ? Vâng. Tôi bắt đầu thích cái rồng lộng của giáo sư rồi. Vâng. Giáo sư có thể nói kỹ hơn về rồng lộng không ạ? Tôi nghĩ là trong khuôn khổ chương trình thì chúng ta không nên bàn quá nhiều. Lúc nào tôi sẽ chuyển tài liệu cho anh. Xin cảm ơn giáo sư. Vâng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là nhân dịp năm rồng chúng ta đã tìm hiểu rất nhiều về con rồng. Và đặc biệt là chúng ta còn biết thêm một con nữa mà tôi xin nhấn mạnh lại, đó chính là ngoài cái rồng châu Á chúng ta còn biết, đó là con rồng châu Âu. Vâng, tôi cho phép tôi nói là con rồng châu Âu. Và nhân dịp năm rồng, xin chúc quý vị luôn luôn mạnh mẽ như rồng, tinh tường như rồng, khỏe như rồng và năng nổ như rồng, cũng như là thiêng như rồng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.